Ngày 7 tháng 7 năm 2016, khoa triết học tổ chức hội thảo khoa học các vấn đề triết học thực tiễn ở Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường tới dự và phát biểu chào mừng tại hội thảo. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu triết học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng tập thể cán bộ giảng viên, học viên sau đại học tại khoa triết học trường Đại học Khoa học Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường đại học tại Việt Nam. Hội thảo khoa học các vấn đề triết học thực tiễn ở Việt Nam có 67 báo cáo tham gia, cho thấy tâm huyết của giới triết học và nhu cầu nghiên cứu mạnh mẽ. Chủ đề của 4 phiên làm việc tại hội thảo là các vấn đề lịch sử triết học phương Đông và phương Tây, các vấn đề triết học Marxist và thực tiễn tại Việt Nam, các vấn đề đời sống tôn giáo ở Việt Nam, các vấn đề đạo đức và văn hóa xã hội. 14 báo cáo được trình bày với các nội dung phong phú, có giá trị lý luận và thực tiễn. Các báo cáo đều thu hút sự theo dõi và trao đổi thảo luận. Nhiều báo cáo của cán bộ học viên trẻ thể hiện sự tự tin và tâm huyết, được các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành góp ý trao đổi tích cực. Không khí học thuật sôi nổi đã giúp cho nhiều vấn đề mới, nhiều góc tiếp cận mới trong triết học thực tiễn ở Việt Nam được gợi mở và lý giải.